Mến chào khán giả, chúc khán giả một buổi sáng thật là vui vẻ. Hôm nay mình đi về quê của mình là quê cha mẹ, thì về nhà của đứa em. Hàng năm nó giỗ cha mẹ đó, là hôm nay là ngày giỗ mẹ của mình. Nên mình quay lên cho một cái kỷ niệm là em là đám giỗ cho mẹ. Rồi mình cái đó mình quay cho khán giả mình cùng xem luôn nha. Đây là quê của mình, là xã Hòa Định, ấp Hòa Lạc Trung chứ, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo. Đó là ở đây là gần chợ Hòa Định. Mình quay lên cho khán giả cùng xem một cái kỷ niệm cho gia đình, để lâu lâu mình xem cho nó vui. Đây là nhà của em trai. Em trai của mình tới thứ 11 rồi nha. Tại nhà mình nó tới thứ 12 lận. Cha mẹ mình hồi xưa đó sanh rất là đông, đông anh chị em. Trời tháng nắng thật là nắng khô, mưa hết trơn. Mà em trai đó xách từ thùng nước tưới, cho nên nó bữa nay là bông hoa kiểng là của nó cũng tươi xanh. Còn của mình đó, ở nhà mình không có nước tưới, nó héo hết trơn rồi khán giả. Bây giờ thì cũng chưa có khách đến, những khán giả, nhưng có ở trong nhà là chuẩn bị bàn ghế trang trí, rồi một lát mới tiếp khách. Đây là nhỏ em thứ sáu của mình nè, mình thứ tư rồi, bây giờ mình là cũng như chị cả rồi. Em trai của mình nha, em trai mình là thầy giáo ở tổng phụ trách ở trường Hòa Định. Đây, nhà nó đây cũng khang trang và đẹp. Ở trong vườn cũng mát lắm khán giả. Quê ở mình ở trong vườn. Giờ thì mát lắm, nhưng mà khoảng chừng 10 giờ đó lên rồi là nắng dữ lắm mà quý vị ơi. Ngày nào cũng như ngày đấy, ngày nào cũng là nắng, là có thể là không thể nổi luôn, ai mà yếu yếu được xíu liền, rồi ra là nước là uống mà không đủ, cơm không ăn mà nước thì uống không đủ, đó có bao nhiêu nước là cũng uống hết ráo luôn, đó mà bây giờ cơm canh về nhà đây vậy mà. Này thứ sáu mà cũng là lão tiền bối giới thiệu quảng cáo. Ngày nào là cũng vô là lên rồi. Em trai của mình nó giỏi lắm nha khán giả. Nó giỏi bên ngoài mà giỏi bên trong luôn, đi chợ rồi về nấu nướng, rồi tự ơn hai vợ chồng nó nấu nướng là sáng là 8 giờ mấy mình đến là nó đã làm muốn xong rồi. Đây những món ăn của đám giỗ miền Tây nha khán giả. Đây là đám giỗ miền Tây, mình ở đây là miền Tây, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây là mới chuẩn bị sơ sơ. Đây nè, em trai mình nó giỏi dữ lắm. Dạ. Đó, giỏi lắm, khuya là vậy làm rồi đó, giờ là xong hết rồi đó, giờ chuẩn bị. Đây em thứ 10, thứ 10 rồi tới thứ 11. Thứ 11 là ở nhà đám giỗ khán giả, còn tới thứ 12 nữa khán giả. Ở
tay rồi để mình đi xuống với nhà bếp rồi coi mấy đứa em nó làm gì xôn xao dưới này. Đây, cháo. Đây là em thứ 9 của mình đây. Em thứ 9 mình là đây mấy đứa em á là nó tới nó phụ nó ở dưới bếp khán giả. Còn mình thì chị cả mình không xuống bếp. Ở trên mình quay cho khán giả mình xem nha. Đây em thứ 10 đây. Đây. Em thứ 8. Em thứ 8 đó mà áo xanh đó khán giả. Còn đây thì cháo. Giới thiệu hết. Này thứ 6 rồi để cho bà lão tiền bối. Đây là khán giả em dâu Út tới thứ 12 khán giả sáng lã. Khán giả đừng có cười nha. Lẹo lưỡi. Ở đây là em dâu thứ 12 á, Út với khán giả. Nhà mình tới thứ 12 nha khán giả. Đây thằng em này thứ 11 nè, nó là chủ nhà đó. Chỗ này chị dạy chút dễ không mẹ? Từ. Nãy nhảy vậy mới đây món ăn của đám giỗ ở miền Tây nè khán giả. Món ăn ở miền Tây. Đây là bò kho. Món bò kho nhìn rất là hấp dẫn nha khán giả. Để em dâu nó nấu nè, thứ 11 à, em dâu là tới thứ 11. Ở đây có hai con sóc mà khán giả. Nó nuôi hai con sóc. Ở trong cái lồng nhảy. Em mình không biết nó mời mấy bàn mà giờ nó chuẩn bị 6 bàn khán giả. Em rất là khang trang, làm đâu ra đó bàn ghế là sáng mình tới là nó đã trang trí xong rồi. Quê mình ở đây là vườn dừa khán giả, rất là mát luôn. Quay cho khán giả mình xem này, dừa giáp dòng luôn. Vườn của nhà mình hồi xưa đó, cha mẹ hồi xưa là toàn là vườn dừa không. Dừa rồi giờ trồng thêm là cây kiển thôi chứ không có trồng gì hết, chỉ dừa với chuối. Vườn thật là rộng luôn. Mỗi bên một cái như con. Video tới đây xin kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem hết video của cuộc vui miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.